chào các bạn, mình là Đăng. Và ở video này các bạn hãy cùng mình lắp ráp cái mẫu boost domain mới này nha. Mẫu này có mã số là boost 27 CC Leon. Thì cái này nó cũng là nó chơi chữ từ cái chữ CC Lemon đó các bạn, cái dòng nước cam chanh rồi đó. Con này thuộc cái hệ control ha, tức là bắn chính xác. Để cho các bạn xem qua ha. Mình cùng mở hộp thôi. Rồi, và đây là tất cả những gì có trong hộp ha. Ở đây sẽ có một cái bọc chứa những cái phần giáp, cái phần co và trigger. Nó để cho một cái bọc dài như này nè các bạn. Đấy. Đây, còn đây là phần thân chính ha. Ở đây chúng ta sẽ có vẫn là hai cái nắp. Hai cái nắp này thì hình vẽ vẫn là nó giống nhau chứ không có khác nhau ha. Rồi, đây là sách hướng dẫn và đề can. Chúng ta cùng nhau lắp ráp thôi ha. Thì vẫn như cũ là ráp cái phần thân chính trước ha. Vẫn nhắc lại cho các bạn nào chưa biết nha, đó là những cái phần khớp nối của những cái dòng Boto này á thì nó cũng khá là mềm giòn á, cho nên là các bạn lắp ráp thì nhớ cẩn thận cái việc mà gắn vào tháo ra nha, nó có khả năng bị gãy bất cứ lúc nào. Xong phần thân chính ha. Mình sẽ tiến hành dán đề can luôn. Là dán đến cái phần thân của nó ha. Đến cái đoạn này mình chắc mình phải xem hướng dẫn rồi. Cái phần này dễ nhất là mình sẽ dán trước nha. Nó chỉ có dán cái phần này thôi.
xong phần đế nha. Tiếp theo sẽ đến phần tay. Tay trái trước nha. Vậy là xong một tay. Tay tiếp theo. Dạ, vậy là xong tay phải ha. Tiếp theo mình sẽ đi đến phần đầu đi. Và đặc biệt phần đầu thì phải ráp cái này vô nè. Rồi, giờ dán decal thôi. Cái phần decal khó nhất lúc nào cũng là dán cái phần mắt của những con vật này. Lựa phần khó nhất làm trước. Xong phần mắt ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần mũi đi. Mình sẽ canh cái phần mũi ở phía trước này trước để cho nó dễ đều và đẹp hơn ha. Tại do nó có những cái góc cạnh này nè, thì mình canh theo cái góc cạnh của cái phần nhựa luôn thì nó sẽ dễ hơn. Khi mà dán được rồi chỉ cần vuốt vô trong là xong. Cái phần mũi này thì mình thấy nó chỉ tương đối thôi, chứ tức là các bạn có thể chỉnh cho nó dán sát vô luôn cũng được, nhưng mà nó cũng hơi mất công chút xíu á. Nói chung thì dán nhìn cũng tương đối thôi. Rồi chúng ta tiếp tục dán thôi. Miếng số 4 và số 5 sẽ dán cái phần hai bên má này ha. Xong phần đầu ha, nó cũng khá đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ dán phần chân ha. Chân thì sẽ có hai miếng lớn, một ở đây và một ở đây, thì nó số 12 11. Xong hai bên mũ chân. Tiếp theo là sẽ dán cái phần mình không biết gọi cái phần này là cái gì nữa. Nói chung là cái chóp của cái phần bàn chân đi. Thì đó là cái phần decal cuối cùng luôn rồi đó các bạn. Thấy chưa, xém tí là nhầm rồi, thấy không? Cái này mà lỡ mà mình vuốt vô rồi gỡ ra chắc gạch rách luôn quá. Nó dán ở phía sau. Mình nhìn không có kỹ các bạn. Đó là nó khít rồi đó các bạn. Vậy là mình đã dán decal xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp lại ha. Mình sẽ ráp cái phần chân trước ha.
ở phía dưới này, theo như hướng dẫn thì ở phía dưới này sẽ có một cái lỗ tròn nè, mình sẽ gắn cái phần thước đo này vào ha. Xong sau đó là cứ gắn vào cái phần thân chính như bình thường thôi. Tiếp đến là hai cánh tay ha. Phần đầu rồi, vậy là mình đã lắp ráp hoàn thành xong CC Leon. Đây, cái nắp này để bắn ha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái mẫu Bottoman Boss 27 ha. Sắp tới là mình sẽ lên video đều đặn vào thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần cho các bạn xem ha. Và có thể là sẽ thêm một video ngẫu nhiên của một ngày nào đó trong tuần. Thì các bạn nhớ đón xem và ủng hộ giúp mình ha. Thì nếu thấy video này vui thì hãy bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau ha. Tạm biệt.